Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy có đến 44% số người được hỏi cho biết họ không thấy nhiều quảng cáo hướng về người già. Khi được hỏi về các sản phẩm, dịch vụ cần thiết dành cho người già, có đến 43% người tiêu dùng Việt Nam cho biết khó để tìm được các loại thực phẩm cho nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt. 41% cho biết đa số nhãn sản phẩm khó đọc đối với người cao tuổi. Đối với các nhà bán lẻ trong nước, hơn 1/3 người tiêu dùng cho rằng các siêu thị, nhà bán lẻ vẫn thiếu gian hàng dành riêng cho người cao tuổi hoặc nhà vệ sinh cho người cao tuổi. Theo đơn vị nghiên cứu, các nhà sản xuất bán lẻ nên tập trung nhiều hơn để chăm sóc và quan tâm đến người tiêu dùng cao tuổi, bởi tỷ lệ người cao tuổi đang ngày càng tăng. Hơn nữa, đây là đối tượng thường có nhiều thời gian để mua sắm hơn so với giới trẻ.